hay họ. Kính thưa quý vị khách quý, lời đầu tiên cho phép tôi đại diện hai gia đình xin gửi đến quan viên hai họ, quý vị khách quý, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong tiết trời se se lạnh của mùa Giáng sinh, bên bãi biển đẹp và đầy thơ mộng này, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con cháu là anh Duy và Ngọc Huế. Sự hiện diện của quý vị để chúc phúc cho hai con cháu của gia đình chúng tôi là niềm vinh hạnh rất lớn đối với gia đình. Một lần nữa, xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Nhân dịp năm mới sắp đến, kính chúc quan viên hai họ, quý vị khách quý dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.